hai anh em gọi một suất ăn nhẹ buổi trưa, ngồi bên biển hồ Svetlavod đó, thì toàn đồ Tây thôi, phục vụ trông có vẻ cũng sang trọng hết anh nhỉ, nhìn cũng được đúng không, trang trí rất là đẹp mắt. Thì anh chính này là gọi món súp, súp này của anh gọi là tên là gì? Chả biết chắc không. Súp kiểu nấm đấy, nấu nấm. Đấy, đây là salad, salad tổng hợp. Đấy, và ăn kèm theo với lại khoai tây rán. Anh em tôi chén rồi. Ăn đi thôi anh. Đấy em để đây cho người quay anh em ăn. Cá này như thế này là phải ăn làm hai người chứ không không ăn hết được. Rồi coi cái đẻ xem. Xét là nhiều, nó khoảng có hơn chục nghìn không anh? Bao giờ? Họ xét đấy. Nhưng mà họ cộng đồng xét cộng đồng người Việt mình nhé. Hơn chứ? Có đấy. Có hơn chục nghìn. Thế thì cũng bằng cái thời kỳ gọi là cao điểm của Ukraine. Ukraine cách đây khoảng 5-7 năm trước thời cao điểm khoảng chục nghìn rồi. Đấy cả. Thì cái hồi mà riêng khắc cốt là 6 nghìn. Cái gì nữa? Thời mà cao điểm khắc cốt 6 nghìn, Alexa là 3 nghìn. Xong rồi
Kiev cả 1.500. Đấy là tất cả các thành phố lân cận như chung đó, mỗi nơi. Cái số ở Ukraine về nhiều. Còn từ đấy, sau khi mà cách mạng Maidan trong chiến tranh xung đột với Nga nổ ra đấy, là bắt đầu là người ta về nhiều, người ta đi nơi khác nữa, các nước khác nhưng mà ăn mỗi đâm này. Bây giờ chạy châu Âu tốt. Nhiều người về trước rồi bây giờ lại hơi tiếc. Ở cuối nữa thì có lối thoát đường hầm. Chào nhà ngay giai đoạn vừa rồi thì này cũng còn chia ba nhá, chia đôi. Nhưng mà con cái nhỏ thì cho sang bên châu Âu nhá. Còn về cảnh tính về nhà mà trẻ con được đi học ở Bắc Âu thì tỷ. Đúng rồi, tiền. Trong khi ở đây thì cơ hội như thế thì mới trẻ em, trẻ con nữa. Có nhiều người này lớn tuổi quá, như là tuổi cao 50, 60 dưới được cả nhà. Đúng rồi. Trong gia đình thì có người nhà phải chia này. Tức là mẹ thì có khi để dẫn con sang bên châu Âu. Bố là bố lại dẫn bố mẹ về Việt Nam luôn đó. Thì có cả bố mẹ luôn. Chưa. Tôi gặp một cái cầu nào ấy, nó quên tên này, nó phát cốt lên sư quán này, nó chuyển lên đây. À, đúng thế thật. Nhà nó phải phân đôi cái dòng di tản đấy. Thì cái đội mà về nhà ấy, thì lúc này lại sơ tán về Nga. Sơ tán về Nga, xong rồi từ Nga về. Hoặc là chạy theo cái máy bay giải cứu, bay được chuyến. À, chuyến bay giải cứu. Bay giải cứu mới đầu thì tính ra là mười mấy chuyến thì bay được mỗi chuyến hết khách. Ôi cái chuyến bay giải cứu ấy, sau rồi bây giờ bê bối lắm. Không, giải cứu anh khác. Giải cứu Covid ấy. Cái giải cứu chiến tranh này nó bố trí 12 chuyến nữa cơ mà. Cái giải cứu Covid thì sau bê bối qua. Nó phân bổ rõ ràng là ví dụ như từ Ba Lan là 6 chuyến này, từ Séc là mấy chuyến, từ Moldavi là mấy chuyến, Rumani qua cửa ngõ. Được mỗi chuyến Ba Lan nên là hết. À. Người hết, chắc là chưa được đầy chuyến. Heo trải đăng ký. Tổng hợp. Tổng hợp. Súp này nó có sò, đây nó có nhiều sản phẩm của cái đó, con chung con chai, con sò. Nó nấu này hơi mặn. Nó ăn thêm ngon, nó đang ăn này, mấy này cá, thu ngon. Cái thuế nó sát sao không trốn được lắm, trốn được ít lắm. Nước thì thế này, nước thì một là anh đi làm mà lương được khoảng 3.000-4.000 đấy, đánh thuế khoảng 3-4%. Thế tiền mặt rồi đấy, lương là cứ thế mà trích vào. Khoảng bao phần trăm anh? 40%. 40% tiền lương. Lương được khoảng 4.000 nên là anh về chỉ cần được hơn 2.000. Mất 1.600 rồi thì tiền thuế rồi. Anh là giữ lại 1.500. Nhà 2.500. Kinh nhỉ? Thì đấy là thuế lương đi làm. Thế còn thường thường người Việt mình mà đi làm quán mấy các thứ tự buôn bán thì tự khai báo thuế. Thì ông nào mà làm được thì cũng chả bao giờ khai thật. Thế là chỉ khai cho nó vừa đủ cái mức để mình sinh sống. Ví dụ như lương ở bên đấy cứ khai làm sao mỗi tháng được khoảng 1.500 euro nên là đủ ăn. Coi như tiền thuế đóng là coi như bằng không hoặc là tượng trưng như thế thôi, cả đóng bao nhiêu. Thế nhưng mà ông ấy lại bị cái này, nó theo dõi thuế của ông ấy. Cứ thế đó, nó cho vào máy nó theo dõi thì chục năm nhá. Ông cứ lương đều nhỏ thế thì về sau ông có lương hưu thì ông vẫn phải đóng bảo hiểm các thứ lương hưu. Thế nhưng mà
Một là ông không được quyền mua nhà. Mua nhà. À, ông cứ phải đi ở nhà thuê đó. À. Nếu mua nhà cái là lập tức là nó đến. Ông phải chứng minh nguồn tiền. Tiền ông đâu mua nhà. Chứng minh cái nguồn tiền. Tiền ông ở đâu? À. Ông chứng minh nó phạt thuế. Có một tiền từ trước này ta làm đến tích chữ này thì rõ ràng anh lộ thuế. Nhưng còn cái tiền mà ông khai cái chỉ đủ ăn. Kinh à. Ông không được mua ô tô đẹp. À. Ô tô thì mua mới như của anh là cũng được. Ừ. Mua cái xe cũ rồi khoảng chục nghìn đổ lại. Tức là đúng, nó phù hợp với cái tiền lương của ông. Đúng hợp với cái thu nhập của ông. Ừ. À, ông có nói gì cũng được. Ông có con ông cho thì phải có bằng chứng. Con nó chuyển tiền thì lương của con phải cao. À. Trong nước mang sang còn phất gạo nữa. Nguồn tiền ai tặng ai cho thừa kế cái gì tự dưng nữa tơ anh em tự dưng cho nhau đâu nhiều đâu. Nhưng mà là ông nào mà mua lộ ra cái là nó phạt thuế nặng. À, dạ. Phạt rất đau. Chặt chẽ nhỉ. Thế nhiều thằng hăng hái mua một cái nhà đang làm ăn mua cái nhà cho thuê lại thấy được quá để mua cái nhà thứ hai. Ờ. Mua cái quán thứ ba. Để đến quán thứ tư bắt đầu nó đến được một cái nguồn tiền không đâu. Chi cứu. Thằng này sáng nghiệp. Tức là một là ông để gian lận nhiều được, gian lận nhỏ đi được. Hai là ông phải giấu cái tiền đấy đi. Người Đức có đặc điểm mà người Việt ở Đức ấy, có đặc điểm mà giữ tiền mặt trong nhà rất nhiều. À. Cái tiền của ông cũng được, ông không nộp vào nhà băng đâu. Ông nộp vào tài khoản nữa, nhà băng nó báo ngay. À.